chua trước thì mình ăn trước, mấy củ lớn thì mình ăn sau cũng dễ thôi. Đó là 600g nha. Ở đây là có thau nước lạnh. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào 600g này vô. Bây giờ mình cho vào đây. Các bạn cứ bỏ nước thoải mái không sao, này cũng 2 lít nước đó các bạn. Mình cứ thích bỏ thoải mái cho nó rộng rãi. Mình cho vào 2 muỗng canh muối. 2 muỗng canh muối ngọt. Rồi mình để và mình để qua đêm nha. Qua đêm rồi mình sẽ bắt đầu mình sẽ chia sẻ với cả nhà tiếp nha. Bây giờ mình làm bước 1 là như vậy. 600g thì các bạn có thể là ngâm chừng lít nước thôi cũng được, ngâm 1 lít nước với 1 muỗng canh muối cũng được. Nhưng mà tại vì mình thích nó thoải mái hơn nên mình cho 2 lít nước, lít mấy 2 lít nước với 2 muỗng canh cho nó rộng rãi, nó thoải mái hơn. Muối với nước cũng đâu có nhiều tiền đâu, thành ra mình ngâm cho nó thoải mái. Nó còn các bạn cứ ngâm, nếu mà 1 lít nước thì 1 muỗng canh hoặc muỗng rưỡi canh muối. Rồi 600g này mình 600g nè. Thôi bây giờ mình để đây, mình để ngâm qua đêm nha. Qua đêm xong rồi mình sẽ ngày mai mình sẽ chia sẻ tiếp. Sau một đêm mình ngâm muối rồi các bạn, mình ngâm hồi chiều hôm qua giờ sáng rồi. Bây giờ các bạn dò nè. Bây giờ mình đi xả lại nha. Mình đi xả nước rồi. Bây giờ mình đã rửa lại nước lạnh rồi các bạn. Mà các bạn nếu mà gò lột hành á thì mình để cho nước vô lột như này khô nó khó lột hơn nha. Nó chậm hơn các bạn. Nó chậm hơn cái là cái vỏ này nè, nó sát sẽ sát vô đây. Nó rất là chậm nha. Rồi bây giờ mình chỉ nè, bây giờ mình bỏ vô nước vô. Rồi, mình lột bỏ đây. Trong khi có nước này nè, có nước các bạn dễ làm lắm, cái lá cái vỏ của nó phiều phiều ở ngoài này. Mình chỉ cần cạo cái tay vuốt một cái là rồi thôi. Cứ lấy tay vuốt như vậy là cái nó ra hết. Đó, cái mình cắt đầu, cắt đuôi. Đó, còn mấy cái này nó còn dính quá nè, thấy các bạn thấy không? Đó, mình lột ra nó cũng dễ hơn. Dao lục quá. Nó dễ hơn cái là mình để nó khô, để khô nó hay bị dính lắm. Dao mình quá trời lục luôn. Đó các bạn thấy không? Như cái này này mình chỉ cần vuốt một cái thôi. Có nước nó phiều phiều mình dễ làm lắm. Trong khi các bạn lột vỏ hành bên thau này, bỏ thau này thì thau này mình cho miếng muối. Hồi hôm mình cũng ngâm muối đó các bạn, hâm muối để cho nhả cái mùi hăng á, cái mùi hăng của củ nành của hành ra. Rồi bây giờ mình vừa lột, mình cứ dột mình thải vào thau muối, lột cứ thải vào thau muối. Rồi mình khi đó là mình ngâm khoảng chừng 15 phút hoặc 20 phút rồi mình xả lại, rồi mình mới pha giấm đường mình chia sẻ tiếp nha. Bây giờ mình sẽ đi lột cái này cho hết luôn. Sau thời gian mình ngâm được 20 phút rồi các bạn. Thấy cái nước của nó không? Nó ra mùi đục mà mùi hăng của hành. Bây giờ mình sẽ đi rửa lại nha. Bây giờ mình đã rửa lại rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy sạch sẽ ngon ghê không? Rửa lại xả là 3-4 nước. Mình ngâm chỉ một đêm muối nha các bạn. Chứ hồi nãy giờ mình ngâm khoảng 20 phút thôi. Nhưng mà củ hành của mình nó cũng bớt cay lắm nha các bạn. Ngọt lắm các bạn, hơi nồng nồng thôi nha, không còn cay mà cũng không có mặn nha. Bây giờ mình để đây rồi mình để cho nó, mình lên đem để lên quạt máy á, đem để quạt máy mình xả gió cho nó khô đi, khô hết trơn rồi mình sẽ xuống mình ướp nha. Bây giờ mình đã xả gió quạt máu rồi, quạt máy nó đã ráo rồi nha các bạn, nó đã ráo rồi. Ở đây là bây giờ ở đây là có một chén nước. Một chén nước nhỏ nha các bạn. Để mình lường qua đây coi thử là bao nhiêu nha. Ba giá. Là 100g nước sôi nha các bạn. Nước mình mới nấu thôi. Đây là 100g đường cát luôn. Mình cho vào.
cho vào nước sôi, mình không cần phải nấu giấm đường chi cho cực. Mình cho vào đây một muỗng cà phê muối. Cái này là nước sôi nên mình đã quậy quậy cho tan đường đó. Đây là cả nhà, ở đây là giấm gạo lên men của Nhật Bản nha. Nè. Này là cái giấm này là 400 ml. Mà mình ở nhà có giấm nuôi cả nhà. Ở nhà có một hũ nấm vui giấm nuôi cả chục lít, trên chục lít luôn, nhưng mà mình không xài. Lý do là nhiều bạn nhiều khi ở nhà không có nuôi giấm, mà mình chia sẻ bằng giấm nuôi thì các bạn rất là khó về, khó làm. Còn mình chia sẻ tất cả các giấm này thì các bạn mua ở đâu cũng có. Ở đâu cũng có hết, là rất là dễ. Còn giấm nuôi có nhà không có, rồi những bạn không có, rồi không biết phải là chọn giấm nào, nên mình chia sẻ giấm gạo lên men nha. Nếu các bạn ở nhà có giấm nuôi thì mình dùng giấm nuôi, còn không có thì mình giấm gạo lên men. Ở đây cái này thì nó rất là dễ mua, giấm gạo lên men Lisa. Bây giờ mình mới khui chai nè. Bây giờ mình cho giấm giờ này vô 100g nha. 100g. Mình cho 100g giấm vô đây. Rồi mình quậy đều ra. Bây giờ mình lấy được củ hành, bây giờ mình sẽ lấy cái giá mình múc mình cho vô hũ nha. Mình cho vài trái ớt xanh vào. Rồi mình sẽ chế nước vô nha, giấm đường vô. Cái này chắc thiếu rồi quá. Cái này nó nước nó tới đây thì các bạn, nó thiếu chút xíu. Nhưng mà nếu mình làm thì để nó cũng xẹp. Nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ pha thêm một chút xíu nữa. Pha thêm chút xíu nữa. Bây giờ nó đã thiếu tí xíu nước nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng canh đường nè. Không cần phải pha. Rồi. Tổng cộng như vậy là khoảng 120g đường nha các bạn. Hồi nãy mình làm 100g. Bây giờ cho thêm 20g ra, 120g đường nha. 120g đường, 120g giấm. Rồi, vậy là vừa luôn. Một lát nó khi mà nó xong rồi các bạn, nó teo lại, nó sẽ nước nó sẽ ngập tới đây nha. Rồi các bạn thấy rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ đậy là mình cất 3-4 ngày sau mình sẽ đem ra cho các bạn tham khảo thử nha. Thì các bạn thấy rất là ngon luôn nha. Củ hành sau thời gian mình làm hôm nay là được 3 ngày đó các bạn. Rất ngon nha. Bây giờ mình gấp ra cho các bạn tham khảo nha. Hôm nay là chỉ mới có 3 ngày thôi. Nè cả nhà thấy củ hành của mình ngon không? Rất giòn nha các bạn. Nay chỉ có 3 ngày thôi. Nó chua rất ngon cả nhà. Nếu bạn nào mà ăn ngọt á, nếu bạn ngọt thì mình phải thêm đường nha. Còn mình làm cái này chua chua ngọt ngọt á. Ở nhà mình có mấy thằng con nó phái ăn chua 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 ngọt ngọt á, thành ra mình làm chua ngọt. Nếu các bạn nào mà ăn ngọt á, theo dân miền Tây á, các bạn là dân miền Tây thì phải bỏ thêm đường nha. Bỏ thêm đường nữa nó mới ngon, mới ngọt nha. Nay mới có 3 ngày các bạn, mà cải nó chỉ còn hơi nồng nhẹ thôi. Mà nó hơi nồng nhẹ mà nó chua.
nhưng mà khoảng 4-5 ngày là mình ăn mới ngon nha. 4-5 ngày hoặc một tuần lễ là mình ăn là ngon 100% luôn. Bây giờ mình ba chỉ hôm nay chỉ có 3 ngày mình hơi nó ăn nó còn hơi nồng một chút xíu thôi, nhưng mà ăn vẫn chua ngọt ngon nha. Các bạn thấy cái nước của nó nè, trong vắt lắm, rất là ngon luôn. Thôi giờ mình xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà làm món củ hành dưa chua củ hành ngon miệng nha. Tết mình ăn về đỡ ngán lắm các bạn. Cũng có nhiều bạn kêu mình chia sẻ cách làm củ hành mặn, nên nay mai gì mình sẽ chia sẻ cách củ hành muối theo kiểu truyền thống, không không đường không giấm nha. Mình sẽ chia sẻ cái món đó cho các bạn tham khảo. Cái đó là mấy người miền Trung mới thích ăn mặn mòi. Thôi giờ mình tạm chia tay với cái cả nhà nha. Chúc cả nhà luôn luôn được bình an, dồi dào sức khỏe. Mình mong các bạn yêu thương mình chia sẻ những món ăn của mình cho những các bạn bè đồng chai cùng nhau làm để thưởng thức trong những ngày Tết nha cả nhà. Rất là ngon luôn. Cái này mình chỉ làm mới có 3 ngày thôi. Ăn nó hơi có hơi chua nhưng mà nó hơi còn nồng nồng củ hành một chút. Nhưng mà các bạn làm 4-5 ngày, một tuần lễ. Trong thời gian một tuần lễ là các bạn sẽ ăn ngon nha, không nồng không gì hết. Thôi mình xin chào cả nhà nha.